Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Bạn gái của Lưu Khải Uy. Lưu Khải Uy đang trong mối quan hệ với nữ diễn viên Lý Hiệu Phong, tài tử không ngại bị bắt gặp hẹn hò với người yêu. Mới đây, Trang Su đưa tin nam diễn viên Lưu Khải Uy bị bắt gặp tới chùa Kiến Sơn, Hàng Châu của một cô gái có vóc dáng mạnh mai, thanh mạnh. Bạn gái mới của tài tử Hồng Kông được cho là nữ diễn viên MC Lý Hiệu Phong. Lý Hiệu Phong cao 1m74, vóc dáng như người mẫu, phong cách trẻ trung, ngoại hình nổi bật. Tình mới của Lưu Khải Uy sinh năm 1982 nhưng có phong cách trẻ trung như cô gái ở tuổi 20, mái tóc cắt ngắn, cá tính mạnh mẽ. Cô tốt nghiệp Đại học Thánh Đô, từng làm người dẫn chương trình tại Đài An Huy. Năm 2008, Lý Hiệu Phong chuyển hướng sang làm diễn viên. Cô từng tham gia tác phẩm Phương Hoa của đạo diễn Phương Tiểu Cương. Ngoài ra, Lý Hiệu Phong cũng hợp tác với Dương Mịch trong phim truyền hình Định Luật Tình Yêu 80/20. Theo Suhu, mối quan hệ đồng nghiệp của Lý Hiệu Phong và Dương Mịch vẫn tốt đẹp. Lý Hiệu Phong từng trải qua một cuộc hôn nhân với doanh nhân giàu có gốc Bắc Kinh năm 2013. Hai người có một cậu con trai nhưng đường ai nấy đi sau vài năm chung sống. Đây không phải lần đầu Lưu Khải Uy và Lý Hiệu Phong bị bắt gặp hẹn hò. Hồi tháng 10, chồng cũ của Dương Mịch cũng thoải mái đi dạo với bạn gái. Khán giả cho rằng anh hẹn hò với nữ diễn viên kém gần 20 tuổi Vưu Tịnh Như, song Vưu Tịnh Như nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Lưu Khải Uy từng có cuộc hôn nhân nồi nào với Dương Mịch, họ kết hôn khi sự nghiệp của Dương Mịch vẫn còn đang dang dở, vẫn còn cần nhiều thời gian để phấn đấu. Do đó, cặp nghệ sĩ gần gũi ít, xa cách nhiều. Sau 4 năm kết hôn, năm 2018, họ xác nhận đã chính thức ly hôn. Từ đó đến nay, chuyện tình cảm của cả hai càng gây chú ý. Sau khi ly hôn, Lưu Khải Uy chủ yếu hoạt động ở thị trường Hồng Kông. Anh dành nhiều thời gian để chăm sóc con gái Tiểu Gạo Nếp và đầu tư kinh doanh. Mới đây, nam diễn viên tới Đại Lục tham gia show giải trí Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai nhưng bị loại sớm. Khán giả Đại Lục phản cảm với Lưu Khải Uy, cho rằng nam diễn viên tổn thương Dương Mịch. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.